ចាជំរាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំអំពីប្រភេទទូឯកសារជាមួយនឹងទូក្រុមណូជាមួយនឹងទូស្បែកជើងបងប្អូនចាដែលជាផលិតផលរបស់ไทยសុខមរយភាគរយចាដែលមានកម្រាស់សាច់ដែកក្រាស់ល្អធន់មាំក្នុងការប្រើប្រាស់ចាកម្រាស់សាច់ដែករហូតដល់ទៅ7C អានោះបងប្អូនណាចានេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមុនគេនេះគឺជាប្រភេទទូដាក់ស្បែកជើងដែលមានខ្នាត 2 ជាន់ចាអញ្ចឹងទូស្បែកជើងនេះគឺយើងមានដល់ទៅ 4 ជាន់ចា
ចាសទឹកតឹងរបស់វាគឺ7ទឹក8បងប្អូនចានៅខាងក្នុងទូយើងគឺវាធំទូលាយដែរអាចដាក់ស្វែកជើងរហូតដល់ទៅ10គូជាងចា chúng mong ôn ai cả lấy mơ cho anh để mui mui bàn chả cho anh để mui mui được nhưng mà chạy chun bông ôn chẳng cầm ra sạch tay cả lõ thôn mua không cà prà prà ha chả nơi kháng cầu nên vẫn cứ dân miên cho mui nâng kệ mui đáy bông ôn xong rạp kệ nít bông ôn ai đại bàn bàn chả ăn chả mình tha chỉ xong tay xong chơi người mui cởi bàn xem xem mong ai đặt không đi bàn á chả bông ôn là lấy cứ dân cho đó tu ai cả xa vậy nhé bông ôn chả xong rạp tu ai cả xa nít cứ dân miên bông bẹ kệ pi nơi kháng lơ bạch lý ha bông ôn chả kệ nhiều mũi cứ dân prapra đại sao được nghĩa chả xâm rạp cặp bùa tu đấy cứ cặp bùa mà mày chiến bông ôn chả mà mày tích túi chả xâm rạp tập tầng bao viết cứ bồn bồn tắt chầm rời bao viết bồn tắt bông ôn chả cứ không từ lý chả xâm rạp kệ nấy bông ôn ai đại chia ai cả sao long đây long te rồi mũi có chụp bột cái này chi chiết cái thời cổ xa thời sinh nạn nơi bông ai đã không đi bàn chả chả nơi hàng cầm dân vĩnh cứ dân miên chầm mũi nâng thờ mũi đái hay nơi hàng cầm dân cứ miên thọt ở thông từ ly ta mà đo bông ôn trả thọt này môi này bông ôn ai đã ở ai về ván ban chưa ra mình tha chi ai cả xa mình tha chi ai ván ai xem xem như bông ôn ban đã ban mà xem ta mà đo trả đôi nhưng mà chạy chun bông ôn chẳng mình tha cầm ra sạch đại hàng nông tu đưa hàng trai tu tế cứ bầm bao si tiếng ót hát bông ôn trả trả lời nấy cứ dân cho đo vẹt tu chrono đại cả xa mình mà đo bông ôn trả cứ dân miên pi và phết trả và phết bùn chọn cho mùi nâng pi chọn trả đây nhưng mà hàng chun bông ôn ấy chia và phết pi chọn chả xâm rạp cặp bùa bao viết vĩnh cứ bầm bùn tặc hà bầm bá chả tập tăng bao viết bầm bùn tặc đập pí chả trong đây tập nông bao viết cứ bay tập mà phải buồn chả xâm rạp bẩn lọ bao viết vĩnh cứ dâng miên rồi hốt đau tập đập bẩn lọ hay nọ chả hàng lợ đập hàng trăm còn đập đại bông ổn chả cầm ra sạch đáy đương nhiên bật chạy chút bông ổn là đáy chẳng cứ cra lọ thôn ngón xuất không ca pra pra hát bông ổn chả chào bông ôn từng học nghề bơ sân chỉ bông ôn mình làm rời ca trong tinh do tập prapra rồi mua cho tinh do tập lụa bằng to ấy bông ôn ai tập nhẹ tập nón tam bây giờ lấy từ sập chẳng phí sai nơi thằng trong video rồi mua cái cha xuôi được nông thầy nhầm bàn trà xong học còn